Tại trang đăng nhập, anh chị sẽ điền các thông tin gồm số điện thoại nhà hàng, tên tài khoản, mật khẩu, sau đó nhấn nút đăng nhập để vào trang chủ. Hoặc anh chị có thể đăng nhập nhanh bằng cách quét mã, nhấn quét mã nhân viên, sử dụng camera hoặc máy quét mã chuyên dụng tiến hành quét mã QR code trên thẻ nhân viên để hoàn tất đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công thì đây là giao diện làm việc chính. Phía bên trái là thanh điều hướng, bao gồm sơ đồ bàn, hóa đơn, đặt bàn và thực đơn là 4 trang làm việc dành cho nhân viên thu ngân. Chủ quán cũng có thể sử dụng những trang này nếu trực tiếp đứng máy. Phía bên dưới sẽ có trang tổng quan, báo cáo và thiết lập chỉ dành cho chủ quán. Có thể nhấn thu gọn thanh điều hướng để có nhiều không gian làm việc hơn. Tại trang sơ đồ bàn, phía trên là thanh khu vực. Anh chị có thể lựa chọn hiển thị tất cả các bàn hoặc hiển thị bàn theo từng khu vực riêng cho dễ quản lý. Mỗi bàn sẽ hiển thị tên bàn, số khách, trạng thái và tổng tiền của bàn đó. Các trạng thái bao gồm bàn trống, đang sử dụng, gọi nhân viên, chờ thanh toán và đã thanh toán. Có thể có thêm trạng thái đã đặt trước cho tất cả trường hợp trên. Anh chị có thể bấm nút sổ xuống này để lọc theo từng trạng thái. Ngoài ra cũng có thể tìm bàn bằng nút tìm kiếm. Nhập số bàn để tìm chính xác được bàn cần tìm. Phía dưới cùng là thanh hàng chờ. Thanh này sẽ tổng hợp tất cả thông báo cần được giải quyết, gồm chờ thanh toán, gọi nhân viên và khách đặt trước sắp đến. Với thanh này, anh chị có thể nhanh chóng xử lý hết các tác vụ mà không cần phải tìm bàn thủ công. Sau đây là các thao tác với bàn. Vì mình sử dụng order tại bàn nên các bàn trống sẽ tự động được chuyển sang trạng thái đang sử dụng khi mở thiết bị tại bàn. Đối với bàn đang sử dụng, khi nhấn vào sẽ ra cửa sổ chi tiết bàn, bao gồm các thông tin như tên bàn, thông tin khách hàng, số lượng khách và thời gian nhận bàn. Sau đó là danh sách món đã gọi gồm tên món, số lượng, đơn giá, thành tiền và trạng thái của từng món. Có thể thay đổi số lượng hoặc xóa món trong một số trường hợp, chẳng hạn như khách gọi 5 khăn đất nhưng chỉ sử dụng 4 khăn, thì mình sẽ cập nhật lại số lượng. Bên dưới là thông tin thanh toán của bàn này, gồm phần khuyến mại và tổng tiền cần thanh toán. Trên thanh hàng chờ đang có một số thông báo cần giải quyết. Khi nhấn vào bàn C5, anh chị sẽ thấy trạng thái gọi nhân viên ở phía trên. Nhấn vào sẽ hiện lên cửa sổ xác nhận đã báo cho viên đến bàn cần hỗ trợ. Anh chị có thể chọn xác nhận hoặc giữ lại thông báo này phòng trường hợp cần kiểm tra lại. Ta tiếp tục nhấn vào bàn A7. Bàn này đang chờ thanh toán nên tôi sẽ nhấn vào in tạm tính và để đưa cho khách hàng kiểm tra. Khi khách xác nhận xong thì mình sẽ nhấn thanh toán. Tại trang thanh toán, anh chị sẽ thấy thông tin hóa đơn và số tiền cần thanh toán. Gojo hỗ trợ các hình thức thanh toán như thẻ Visa, thẻ Master, thẻ ngân hàng. Khi chọn thanh toán bằng thẻ thì hệ thống sẽ gửi thông tin thanh toán đến máy quẹt thẻ. Sau khi hoàn tất có thể nhập mã tham chiếu nếu cần. Nếu thanh toán bằng ví điện tử Momo thì anh chị sẽ sử dụng máy scan để quét mã QR thanh toán trên thiết bị của khách hàng. Đối với thanh toán bằng tiền mặt, anh chị sẽ nhập số tiền đã nhận từ khách. Hệ thống sẽ gợi ý các mệnh giá dựa trên số tiền cần thanh toán. Tôi sẽ nhập 1.350.000. Hệ thống sẽ hiển thị số tiền thừa trả lại khách. Nhấn xác nhận thanh toán để mở két tiền và hoàn tất thanh toán cho khách hàng. Tiếp theo em sẽ giải quyết tiếp đơn đặt trước tại bàn N2. Khi nhấn vào bàn được đặt trước, anh chị sẽ thấy thông tin đặt bàn của khách hàng, bao gồm tên khách, số điện thoại, thời gian nhận bàn dự kiến, số lượng khách và số tiền đặt cọc. Giả sử khi khách đến nhận bàn có số lượng người nhiều hơn thì anh chị vẫn có thể cập nhật lại ở đây. Sau đó bấm khách nhận bàn để mở bàn sẵn cho khách. Tại trang đặt bàn, anh chị có thể thấy danh sách các đơn đặt trước trong ngày 18 tháng 9. Em sẽ tạo một đơn mới bằng cách nhấn vào tạo đơn đặt bàn, sau đó điền thông tin đặt bàn của khách và nhấn tạo đơn đặt bàn. Đây là đơn vừa mới tạo, anh chị có thể xếp bàn khi tạo đơn luôn hoặc khi khách sắp đến. Giờ em sẽ nhấn vô lại để thực hiện xếp bàn. Nhấn vào ô chọn bàn, anh chị có thể chuyển qua xem theo số chỗ ngồi. Vì đơn có 6 khách nên những bàn có số chỗ ít hơn sẽ hiển thị màu đỏ. Em sẽ chọn bàn A9 và nhấn xác nhận. Sau đó nhấn lưu để cập nhật đơn đặt bàn. Đến trang hóa đơn, đây là danh sách hóa đơn của ngày hôm nay. Nhấn vào đơn đã thanh toán này để hiện ra chi tiết hóa đơn. Có thể tùy chọn đi đến bàn nếu hóa đơn chưa kết thúc, tùy chọn in lại,
đánh dấu và xóa hóa đơn. Nếu cần xuất danh sách hóa đơn thì anh chị bấm vào nút xuất danh sách phía trên này.